UAE nó làm hoặc là những người làm UAE làm cái quá trình trang bị cái gì đó cái thông tin và cái ông UAE không thể nhận biết được lúc nào và cũng đang bị thông tin thì đấy thì mình nên đấy. Một cái vấn đề thứ hai cho các bạn siêu UAE ở đây mình gọi là business architect. Đây là cũng là một cái topic mà tôi chú thuộc cho các bạn làm việc. Nhưng khi nào chúng ta nhìn ở đây,